Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay chúng ta tiếp ở bài số 7, Unit 7, The World of Work and System B, The Worker. Now open your books and notebooks. Rồi bây giờ chúng ta mở tập và sách ra nha các bạn nha. Now B76 and 77. Now B1, listen and read, then answer the questions. Rồi các bạn mở sách ra cho cô ở trang 76 nha. Now open your books, B76. Rồi mở sách trang 76 ra cùng học phần B1 với cô nha. Now we have some vocabulary. Chúng ta đương nhiên có một số từ vựng học trước nha các bạn nha. Now please. Tính từ nha các bạn nha, vui lòng, hài lòng. Và từ này nó có động từ nha. Please. Động từ làm vui lòng, làm hài lòng. Part time có nghĩa là bán thời gian. Trái nghĩa với nó là full time, là toàn thời gian. Ví dụ một ngày chúng ta làm 8 tiếng thì có nghĩa là chúng ta làm full time. Còn một ngày chúng ta làm 4 tiếng thôi thì đó là chúng ta làm part time, bán thời gian ha. Thì các anh chị sinh viên thường là vừa đi học vừa đi làm, thì những công việc đó người ta gọi là part time, làm bán thời gian ha các bạn ha. Work part time, làm việc bán thời gian, ok. Chúng ta có một tính từ tiếp theo xuất hiện trong bài đó là homeless. Homeless, home là nhà đúng không các bạn? Thêm chữ list chưa? Homeless, tính từ là vô gia cư, người không có nhà cửa đó. Homeless people, những người vô gia cư. Mechanic là thợ máy ha. Mechanic, thợ máy. Repair, sửa chữa. Shift, ca làm việc ha. Ví dụ ca ngày hay ca đêm á ha. Nó gọi là shift, ca làm việc. Public holiday, ha, ngày lễ ha, public holiday. Take care of, trông nom, giữ gìn. Take care of. Day off, day là ngày, thêm chữ off vô thì người ta gọi là ngày nghỉ ha các bạn ha. Ví dụ một tuần mình học 5 buổi, được nghỉ 2 buổi, 2 ngày đó ta gọi là day off, ngày nghỉ của mình ha, day off. Ok, now write down your notebook, viết hết từ vào tập cho cô nha các bạn nha. Now letter from Tim Church. Now listen and read. Chúng ta hãy nghe và đọc lại cái lá thư này nha. Read the letter and tell me what Tim writes. Và nói cho cô biết là bạn Tim viết cái gì trong lá thư này nha, và viết cho ai nha. Now listen and read. B. The Worker. 1. Listen and read. Then answer the questions. A letter from Tim Jones. July 3rd. Dear Hua, I am pleased that you and your family are well. I am fine too. Here is a photo of me, my mom and dad, and my sister Shannon. Can you send me a photo of you? Let me tell you more about my parents. My mom works at home. She takes care of the family. 3 mornings a week she works part-time at a local supermarket. She and other women also cook lunch for homeless people once a week. My dad is a mechanic. He repairs machines in a factory. He works 5 days a week for about 40 hours, sometimes in the morning and sometimes in the afternoon. He prefers the morning shift. He has fewer days off than my mom. However, when he has an afternoon free, he plays golf. Dad gets about 7 public holidays each year. He also has a 3-week summer vacation. We always go to Florida on vacation. We have a great time and Dad plays more golf. Please write soon and tell me about your family. Best wishes, Tim. B. The Worker. 1. Listen and read. Then answer the questions. A letter from Tim Jones. July 3rd. Dear Hua, I am pleased that you and your family are well. I am fine too. Here is a photo of me, my mom and dad, and my sister Shannon. Can you send me a photo of you? Let me tell you more about my parents. My mom works at home. She takes care of the family. 3 mornings a week she works part-time at a local supermarket. She and other women also cook lunch for homeless people once a week.
My dad is a mechanic. He repairs machines in a factory. He works 5 days a week for about 40 hours, sometimes in the morning and sometimes in the afternoon. He prefers the morning shift. He has fewer days off than my mom. However, when he has an afternoon free, he plays golf. Dad gets about 7 public holidays each year. He also has a 3-week summer vacation. We always go to Florida on vacation. We have a great time and Dad plays more golf. Please write soon and tell me about your family. Best wishes, Tim. Now read the letter again. Rồi bây giờ chúng ta đọc lại lá thư với cô này nha. Now letter from Tim Jones to Lighter. Dear Hoa, I'm pleased that you and your family are well. À, chúng ta gặp lại chữ please nãy cô mới chỉ nè các bạn. Please tính từ ha. Tôi rất vui lòng khi bạn và gia đình đều khỏe ha. I'm fine too. Here is a photo of me, my mom and dad, and my sister Shannon. Can you send me a photo of you? À, như vậy là bạn Tim viết thư cho bạn Hoa ha, cho bạn Hoa và bảo rằng là rất là vui khi biết bạn ấy và gia đình đều khỏe ha, và bạn ấy muốn bạn Hoa gửi cho bạn ấy một bức hình ha. Let me tell you more about my parents. À, và bạn Tim kể cho bạn Hoa nghe về bố mẹ của bạn ấy nè. My mom works at home. She takes care of the family. Take care of, nhớ không nè, take care of, chăm sóc ha. Tại sao đây thêm s? Bởi vì she là ngôi thứ ba số thì take thêm s thôi, đúng không? Rồi chúng ta gạch dưới lại những cái cụm từ cần chú ý cho cô ha. Gạch dưới chữ please nè, tính từ nãy mình mới học nè, gạch dưới để mình nhớ lại nó. Let me tell you nè, thấy chưa? Sao let là verb không nè các bạn nha. Let me tell you, verb không. Take care of ha. 3 mornings a week. À, 3 buổi sáng một tuần. She works part-time at the local supermarket. À, mẹ làm việc xong bán thời gian. Này works part-time, mình mới học đến luôn đúng không các bạn? Works part-time, làm việc bán thời gian. À, tại một siêu thị ở địa phương. She and other women also cook lunch for homeless people once a week. À, mẹ và những người phụ nữ khác cũng nấu buổi ăn trưa cho những người vô gia cư một tuần một lần. Once a week, một tuần một lần. À, women, từ women này là số nhiều của từ woman nha các bạn. Woman cũng là phụ nữ mà số ít, còn women, women là số nhiều ha. Now my dad is a mechanic. À, cha của bạn ấy là một thợ máy nè, thấy chưa? À, cha của bạn Sim là một thợ máy nè. He repairs machine in a factory. À, repair, sửa chữa nha. Sửa chữa máy móc trong một cái nhà máy nè. He works 5 days a week for about 40 hours, sometimes in the morning and sometimes in the afternoon. He prefers the morning shift. Ha, thỉnh thoảng thì cha của bạn ấy làm việc vào buổi sáng, mình thỉnh thoảng vào buổi chiều, nhưng là cha lại thích ca làm việc buổi sáng. Ha. The morning shift, ca làm việc buổi sáng. He has fewer days off than my mom. À, cha thì có ít ngày nghỉ hơn là mẹ nè. However, tuy nhiên, when he has an afternoon free, he plays golf. Nhưng mà khi cha mà có một buổi chiều rảnh rỗi là cha lại chơi golf ha. That gets about 7 public holidays each year. À, mỗi năm cha của bạn Tim có khoảng 7 ngày nghỉ ha, 7 ngày lễ ha. He also has a 3-week summer vacation. À, và cha của bạn Tim cũng có một kỳ nghỉ sao các bạn? 3 tuần, một kỳ nghỉ hè 3 tuần. 3 week, các bạn chú ý nha, ôm lại nè, 3 week nè, thấy chưa? Giữa 3 week, mặc dù 3 là 3 là số nhiều, nhưng mà chữ week không có thêm S, bởi vì giữa nó có dấu gạch, gạch nói. Có dấu gạch nói rồi, thì chúng ta không cần thêm S ở danh từ, cho dù ở trước đó là số đếm và số nhiều. Nhớ cho cô nha, a 3 week summer vacation, một kỳ nghỉ hè 3 tuần. À, một kỳ nghỉ hè 3 tuần. We always go to Florida on vacation. À, we have a great time and they play more golf. Và gia đình của bạn ấy sao? Luôn luôn đi tới Florida vào kỳ nghỉ. Ha? On vacation. And they always go to Florida. Và bọn họ sao? Chúng tôi có một cái thời gian tuyệt vời và cha chơi nhiều golf hơn. Ha? We always go to Florida on vacation. Chúng tôi luôn luôn đi tới Florida vào kỳ nghỉ và chúng tôi có một thời gian thật là tuyệt vời và cha chơi nhiều golf, chơi thêm golf nữa.
Please write to and tell me more about your family. Best wishes, Tim. Okay. Rồi, chúng ta hiểu rõ cái bài đọc này, cái lá thư của bạn Tim gửi cho bạn Hoa kể về bố mẹ của bạn ấy rồi. Thì ta hãy làm cái việc tiếp theo, đó là trả lời câu hỏi cho cô. Questions, trả lời câu hỏi ha. Now, where does Mrs. Jones work? À, bà John làm việc ở đâu đây? À, các bạn đọc lại lá thư, à, trong lá thư có hết ha. Và chúng ta trả lời câu hỏi với cô nè. Now, Mrs. John works at home, but 3 mornings a week she works part-time at a local supermarket. Đúng không nè? Trong bài nói rất rõ là bà John làm việc ở nhà những 3 buổi sáng một tuần, phải làm việc bán thời gian một tại một siêu thị ở địa phương. Ok. Now, B, what does she do for homeless people? À, mẹ của bạn Tim làm gì cho những người vô gia cư các bạn? Mẹ của bạn Tim làm gì cho những người vô gia cư nè? Đọc lại bài và trả lời với cô ha. Đối với những người vô gia cư là những người có những cái hoàn cảnh rất là đáng thương, đúng không các bạn? Chúng ta có mái nhà để trở về, à, sau một ngày làm việc vất vả, à, về nhà là chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà những người vô gia cư thì sao? À, họ hoàn toàn không có nhà cửa, họ ngủ ngoài hiên, ngoài vỉa hè, không các bạn ha. Họ không có người thân, không có nhà cửa, rất là đáng thương ha. Now, she cooks lunch for homeless people once a week. Và mẹ của bạn Tim là một người rất là hay làm việc thiện, đúng không nè? Và mẹ của bạn Tim là nấu ăn cho những người vô gia cư một tuần một lần. Ok, rất tốt rồi các bạn ha. She cooks lunch for homeless people once a week. Now, see, what is Mr. John's job? À, còn công việc của ông John là gì? Nếu mẹ của bạn Tim, à, mẹ của bạn Tim làm những công việc như thế này thì ba của bạn Tim làm công việc gì đây? He's a mechanic. Ok, mechanic. À, ông ta là một thợ máy ha. Cha của bạn Tim là một thợ máy, mechanic. He repairs machine in a factory. À, ông ta sửa chữa máy móc ở trong cái nhà máy ha các bạn ha. Ok. Rồi nhớ chép lại hết những cái từ này cho cô nha. Nào đi. How many hours a week does he usually work? À, đối với công việc của một người thợ máy thì một tuần họ làm việc bao nhiêu tiếng đây các bạn? Rồi cộng lại giùm cô coi, à, cha của bạn Tim làm việc bao nhiêu tiếng một tuần đây? Trong lá thư bạn ấy có kể rất rõ ha. Chúng ta cộng và trả lời cho cô nè. He works about 40 hours a week. Ha, một tuần ông ấy ta làm việc khoảng 40 tiếng. Now, how do you know the John family likes Florida? Làm sao mà bạn biết là gia đình John thích Florida đây? À, sao mà mình biết được gia đình John thích Florida? Câu nào cho mình biết ha? Đọc lại lá thư, bạn Tim có nói hết ở trong đó ha. The John family always go to Florida on vacation. À, họ luôn luôn đi tới Florida vào kỳ nghỉ nè. They have a great time there. Họ có một cái thời gian rất là tuyệt vời ở đó. À, không thích thì sao họ đi, đúng không nè? À, cứ có kỳ nghỉ là họ lại đi tới đó, là chắc chắn họ phải thích họ mới tới. Không ai mà không thích mà từng kỳ nghỉ nào cũng đi, đúng không các bạn? À, đó là cái ý mà chúng ta phải trả lời cho con này. Ok, now write down your notebooks. Chép lại hết vào trong tập cho cô nha. Chép lại hết vào trong tập cho cô. À, chép không kịp thì chúng ta có thể lên trang web của trường coi lại chép, hoặc là các bạn chụp lại để chép cho cô. À, nhớ chép bài đầy đủ cho cô nha. À, phần B1 đến đây hết rồi. Nào, homework. Chúng ta cũng có bài tập về nhà nha các bạn nha. Learn vocabulary, học từ vựng nè. Answer the questions, trả lời lại những câu hỏi đó cho cô nè. And prepare unit 7, B3 and 4. Và chuẩn bị cho cô bài 7, phần B3 nha. Now goodbye and see you again. Chào tạm biệt các bạn nha. Mình sẽ gặp lại ở phần B3, 4. À, phần cuối của bài số 7 nữa. Ok, nào, goodbye.